Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay, công ty Ngọc Thạch Thảo xin giới thiệu với mọi người tác phẩm Gậy Như Ý Đá Dơ Sai. Tác phẩm có kích thước cao 9, ngang 38, sâu 7cm, được tạc từ đá dơ sai nguyên khối, chạm trổ tỉ mỉ sắc nét. Đế gỗ cao 21, ngang 39, sâu 12cm, tạc hình rồng đang cuốn mình đỡ gậy như ý. Gậy như ý hay còn gọi là vương trượng như ý, là vật mà thời phong kiến các quan lại dùng để thể hiện quyền uy, là vật khí quan trọng để củng cố địa vị, tăng cường vị thế của cá nhân trong tổ chức. Theo nhiều người, đây là pháp khí quan trọng giúp tăng thêm công danh, uy quyền, địa vị, hóa giải điều thị phi, mọi việc như ý suôn sẻ. Dơ sai là đá đồng hành, thường xuất hiện cùng với ruby. Do vậy trên các tinh thể dơ sai thường có lẫn cả ruby. Cho nên khi nhìn kỹ trên tác phẩm gậy như ý, mọi người thấy có những đốm màu đỏ chính là ruby. Sự kết hợp của ruby màu đỏ và dơ sai màu xanh lá tạo nên những phiến đá có vân rất đẹp và nổi bật. Gậy như ý tạc từ đá dơ sai màu xanh hợp với chủ nhân mệnh mục, hỏa. Quý anh chị và các bạn nếu quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ công ty Ngọc Thạch Thảo qua số điện thoại 028 3713 8927 hoặc 090 290 6989 để được tư vấn cụ thể hơn. Nếu quý anh chị có quan tâm những sản phẩm tương tự thì hãy đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.